gam genot như thế này, gam genot thông qua gam chay. Nhiều gam thế, nhiều gam thế. Ngày này phải lên cùng sành sớm, tìm nó ba chầu. Bà này bên kia nó ẩu, bên kia nó cầm xì beo, nó không còn máu mà đánh láo. Và bên kia nó ẩu anh em ơi, mình không có gì hay hết, mình xử lý bình thường. Bên kia nó ẩu tại giờ mấy con AD nó cần cơ động á, tại mấy con chất tướng bây giờ kiểu như Nico, mấy con meta Nico, Yumi rồi á, Milo, kiểu mấy con tướng nó cơ động quá, mình phải có cung hung linh để mình đánh á, lên vô cực thì mình bị đù á, mình không có chạm người nó được. Game này chắc lên số 3 tặng được á, tại mình xanh sớm. Anh em nào muốn giao lưu thì vô cái group của đời để cho phần hình chat nha anh em. Game này xanh quá cho nên lên số 3 tạ. Chứ đời hình nó vậy lên số 3 tạ quá ngon. Em nhấn like subscribe cho đỡ nha, bên em nhiều. Đặt một feed đã huy scan 5.000 đồng. Ủa đe nào đe mới đánh Asias dây. Cảm ơn đạt nha, 15 tay nha đạt ơi. 16 tay đánh nha anh em. Chắc giữa tháng tụi đi. Đánh ngoài xử lý kỹ năng ga thì đơ suy nghĩ gì lúc đánh gì. Suy nghĩ mọi thứ chứ. Suy nghĩ mọi thứ liên quan tới game, nhưng mà có những lúc tôi bị mất tập trung á. Tôi không có tập trung được thì tôi sẽ cái đầu tôi trên mây á, là tôi đánh gà. Còn những lúc tập trung thì tôi sẽ suy nghĩ bên kia nó đang ở đâu, nó làm gì, nó suy nghĩ gì tiếp theo. Nhưng mà có nhiều lúc tôi cũng bị gì á, kiểu đỡ off trên mây á. Yeah.
Trời ơi, cái đường nhanh mà cũng chỉ chích nữa hả? Cái đó em bấm cái phím chậm nó hiện ra à. Đâu cần chích gì đâu em ơi. Chạy phím chậm ấy. Hoặc là em ghi nhớ chỗ. Kiểu có góc này nè. Bấm vô cái là nó ra mắt thầm. Trời ơi, sếp ơi. Hai này dù đánh như một bình chay với hai đứa vậy, sếp. Em nhớ like subscribe kênh cho tôi nha, cảm ơn em nhiều.